Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR chiều 21 tháng 10 có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, quyền Tiểu Cần 2 ca, quyền Trà Cú 1 ca, quyền Cầu Ngang 1 ca, quyền Càng Long 1 ca, quyền Dương Hải 1 ca. Tất cả là người ngoài tỉnh về đã được cách ly tập trung. Như vậy, trong ngày 21 tháng 10, tỉnh đã ghi nhận 52 ca mắc mới, trong đó có 35 ca là người ngoài tỉnh về, 14 ca phát hiện trong cộng đồng và 5 ca phát hiện tại cơ sở y tế. Hôm nay có thêm 14 ca được điều trị khỏi. Tính đến chiều 21 tháng 10, toàn tỉnh có 2.049 ca COVID-19, điều trị khỏi 1.554 ca, 21 ca tử vong. Hiện toàn tỉnh đang cách ly tập trung 8.394 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi cư trú 1.192 trường hợp.